kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một quái thai nuôi dưỡng tham nhũng và quan chức cộng sản Việt Nam, bòn rút ngân quỹ quốc gia, đưa đất nước vào chốn lầm than. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Phạm Chí Dũng với tựa đề Con tàu đắm kéo chìm ngân sách Việt Nam, sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Tương lai của nền ngân sách độc đảng sẽ là một hình ảnh khá tương đồng với con tàu đắm Vinashin hiện hồn cách đây một con giáp. Vinashin tức là Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam thực ra đã chết từ lâu rồi. Nhưng cứ như một tục lệ, vài ba năm một lần, giới quản lý tài chánh lại ai điếu với cái xác chưa thể chôn này. Vào thời gian sắp diễn ra kỳ họp quốc hội mới vào cuối tam cá nguyệt lần thứ nhất của năm 2017, phía chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ Tài chánh lại một lần nữa tố dự phòng ngân sách nhà nước phải ứng trả thay cho Vinashin trong 10 năm nữa lên tới con số 63.200 tỷ đồng tiền hồ. Không thể rút ngân sách để trả nợ thế cho Vinashin, nên vào năm 2005, nhóm cầm quyền Việt Nam đã tìm cách phát hành trái phiếu quốc tế tại thị trường chứng khoán New York để vay mượn 750 triệu Mỹ Kim với kỳ hạn 10 năm qua tiền lời là 7.125% trong một năm. Số trái phiếu này đến hạn trả nợ vốn và lời vào năm 2016. Sau đó, nhóm lãnh đạo đã cho Vinashin vay mượn lại trọn vẹn số trái phiếu nói trên. Nhưng khoản vay này không hiểu vì lý do nào mà đã tiêu tán hết, để cuối cùng Vinashin coi như không có khả năng trả nợ cho chính phủ. Dẫu vậy, hồ sơ vụ này gần như bị đóng lại, báo chí chỉ dám hé môi rồi sau đó im bặt. Vào năm 2010, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại phát hành 1 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore với tiền lời là 6.75% cho một năm. Số tiền này sau đó được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho một số tập đoàn kinh tế lớn vay lại. Tuy thế, cũng không thấy tầm hơi nào từ số tiền gọi là tái cơ cấu Vinashin. Cái doanh nghiệp được mệnh danh là con tàu đắm này cứ lần lượt nuốt chửng các khoản tiền khổng lồ. Rồi đến năm 2014, lần thứ ba, chính phủ Việt Nam xoay sở phát hành 1 tỷ đồng trái phiếu. Tuy nhiên, lần này không còn nuốt thành công như hai lần trước đó. Đây cũng là thời gian mà những xung đột chính trị trong chính trường Việt Nam trở nên khốc liệt hơn hẳn trên cung đường lập thành tích chào mừng Đại hội 12 của Đảng. Cuối năm 2015, thêm một lần nữa, đám lãnh đạo cố gắng tạo ra kế hoạch phát hành 3 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt ra quốc tế. Nhưng đến lúc này, mọi thứ chỉ còn là ảo mộng. Rồi giữa năm 2016, kế hoạch này đã hoàn toàn tan vỡ. Bây giờ là năm 2017. Món nợ khổng lồ của Vinashin vẫn còn gần như nguyên vẹn và trách nhiệm phải giải quyết không ai khác là Tân chính phủ. Cùng lúc, và như một hiệu lệnh, giới quan chức từ cao xuống thấp trong chính phủ đồng loạt tuyên bố sẽ không chấp nhận đưa nợ vay của các doanh nghiệp vào nợ công quốc gia. Những doanh nghiệp nào không thể trả nợ thì phải phá sản. Đó là hậu quả không cách nào tránh khỏi của những năm trước, khi nhiều tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước vay nợ tràn lan để đầu tư trái ngành, đã cho thấy tâm lý vay là cực kỳ vô trách nhiệm, đến nỗi một số doanh nghiệp còn có dấu hiệu xù nợ khi làm ăn lỗ lã. Kết cục, có đến ít nhất 30% số tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước đã rơi vào vòng lỗ lã và phải đối mặt với nguy cơ phá sản kể từ năm 2008 khi kinh tế Việt Nam bắt đầu rơi vào giai đoạn suy thoái. Nếu tính cả nợ của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và nợ công Việt Nam thì phải lên đến 210% tổng sản lượng quốc gia, chứ không còn nằm ở cái mức nguy hiểm là 65% tổng sản lượng quốc gia như một phúc trình mới đây của nhà cầm quyền. Còn nếu phải ôm núi nợ đến 237 tỷ đồng của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước thì chính phủ của ông Phúc chỉ còn nước từ chức toàn diện.
cho dù không ai kêu từ chức vào năm 2015, khi Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam phải trả nợ đến 20 tỷ Mỹ Kim. Còn vào năm 2016, người thế cái ghế của Dũng là Phúc cho biết Việt Nam phải trả 12 tỷ Mỹ Kim. Dù chưa có thông tin chính thức về việc trả nợ năm 2017, nhưng rất có thể Việt Nam cũng phải trả cho các chủ nợ khoảng 10 tỷ đô la. Nhưng Vinashin lại không phải là con tàu đắm duy nhất trong một nền ngân sách đang rỗng tuếch với tốc độ lạm phát cao. Nếu trước đây xã hội đã phải lên cơn sốt với hiện tượng tập đoàn kinh tế nhà nước đục khoét ngân sách quốc gia theo kiểu đào tận gốc, tróc tận rễ như Vinashin và Vinalize, thì từ năm 2012 đến nay, các vụ án quốc gia đã chuyển dần sang giới ngân hàng, xây dựng, đại dương, dầu khí toàn cầu. Với vụ án nào cũng thất thoát đến hàng chục ngàn tỷ đồng tiền hồ. Ngân hàng lại là tử huyệt của nền tài chánh. Những Vinashin và Vinalize tuy thất thoát và nợ lớn, nhưng sẽ không dễ khiến thị trường tín dụng chao đảo đổ bể và gây hoảng loạn xã hội như khối ngân hàng thương mại. Nếu bạn là Thủ tướng Phúc, bạn sẽ phải kiến tạo và hành động ra sao để cứu vãn ngân sách quốc gia khỏi chìm sâu dưới đáy đại dương?